Rồi. Cái cửa ngõ đầu tiên khi mà máu vào khi mà trong tuần hoàn của thai nhi á thì đó chính là cái ống tĩnh mạch. Cái ống tĩnh mạch. Thì cái cách sâu ống tĩnh mạch thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì chúng ta chỉ cần cắt dọc cái tĩnh mạch rốn đây thì mình sẽ thấy cái đoạn cuối của ống tĩnh mạch chính là đoạn cuối của tĩnh mạch rốn chính là ống tĩnh mạch. Thì phần lớn máu dầu oxy sẽ được đi qua ống tĩnh mạch nha các bạn. Một phần nhỏ thì sẽ được vào gan để nhằm mục đích là chuyển hóa trong gan, thì sau đó về các tĩnh mạch gan và về tim, thì cuối cùng cũng về tim cả, về tim phải nha các bạn. Đây, thì cái mặt cắt này mình có thể sâu được những cái bất thường về ống tĩnh mạch nếu như có, ví dụ như là ống tĩnh mạch nó không đi xéo như này, đây là bình thường mà nó cắm thẳng xuống IVC, hoặc là ống tĩnh mạch nó không có nha các bạn, có những trường hợp là bất thường mà không có ống tĩnh mạch. Rồi, tiếp theo. Đây là cái phổ của ống tĩnh mạch thì không khó gì cả. Chúng ta sẽ có sóng SD và sóng A. Mình chú ý tới sóng A vì sóng A nó có liên quan tới cái những cái bất thường. Các bạn có thể đọc thêm. Sóng A chính là cái sóng tạo ra do nhĩ nhĩ co, nhĩ phải co. Mình biết được sóng A là sóng tạo ra do nhĩ co rất là quan trọng trong cái biện luận những cái bất thường về 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 sóng A. Ví dụ như sóng A bằng không hoặc sóng A âm chẳng hạn, thì khi cái sóng A nó gần tiến về đường nền và nó dưới đường nền, thì khi đó đồng nghĩa với việc là cái áp lực trong nhĩ phải nó rất là lớn. Áp lực trong nhĩ phải lớn thì nó có thể gặp trong những cái bất thường liên quan và làm cho tăng lưu lượng trong nhĩ phải, hoặc là làm tăng áp lực trong nhĩ phải. Thì cái đó chút xíu chúng ta sẽ bàn thêm. Mặt cắt đầu tiên đó chính là cái mặt cắt bốn buồng từ mõm. Mặt cắt bốn buồng từ mõm thì mình có thể coi được những cái tương hợp. Thì mình sẽ thấy là ở nửa bên trái, phía trái của thai nhi thì chúng ta sẽ thấy là cái tĩnh mạch, cái nhĩ mà có cái tĩnh mạch phổi đổ vào thì chính là nhĩ bên trái ha, và nhĩ này sẽ kết nối với thất dạng thất trái. Thất dạng thất trái thì không có dải điều hòa, và cái mõm của cái thất dạng thất trái này tạo nên cái mõm tim nha các bạn. Còn bên còn lại là bên phải ha, bên phải thì chúng ta sẽ thấy cái nhĩ mà không có tĩnh mạch phổi đổ vào kết nối với thất dạng thất phải. Thất dạng thất phải là thất mà có mõm tù do có cái dải điều hòa ở đây. Thì ở đây nó là cái tương hợp bình thường. Tương hợp bình thường có nghĩa rằng là tĩnh mạch nhĩ mà có tĩnh mạch phổi đổ vào kết nối với thất dạng thất trái và nằm phía bên trái. Còn lại là bên phải nha các bạn. Thì như tôi vừa nói. Ngoài ra chúng ta có thể coi được cái mặt cắt này coi rất tốt nhằm mục đích chính để coi cái van nhĩ thất, đó là cái van hai lá và van ba lá. Thì van hai lá thì nó nằm bên trái tim trái, và chúng ta thấy cái điểm bám của nó xa mõm tim hơn là van ba lá. Van ba lá điểm bám gần mõm tim hơn. Thì đây cũng là một trong những cái đặc điểm của van nhĩ thất hai bên. Chúng ta sẽ thấy được cái gối nội mạc và cái lỗ bầu dục. Thì có một vài cái điểm lưu ý như sau. Thì chúng ta nó sẽ có những cái trường hợp mà có bệnh, ví dụ như là hoắn vị đại động mạch có sự chữa, thì chúng ta sẽ thấy cái nhĩ mà có tĩnh mạch phổi đổ vào khi đó lại kết nối với thất dạng thất phải, nó sẽ ngược lại với lại như này, gọi là hoắn vị đại động mạch có sự chữa. Hay là sẽ có những trường hợp hai van nhĩ thất bám ngang bằng nhau, gặp trong có thể là hội chứng đau, hoặc là cái kênh nhĩ thất bán phần, thì chúng ta có thể gặp thấy được cả hai cái van nhĩ thất này, van hai lá van ba lá nó bám ngang ngang mức nhau chứ nó không chênh như này. Hay là chúng ta có thể gặp những cái bệnh lý về van tim, ví dụ như là loạn sản van, hẹp van, hay là cái bệnh lý rất là nặng khác như là ép-tai, thì cái lá vách của cái van ba lá này nó bám rất là thấp gần về phía mõm, và cái nhĩ trái nó rất là nhĩ phải rất là giãn. Thì khi mà chúng ta coi được cái mặt cắt bốn buồng này thì mình có thể coi được là tĩnh mạch phổi có đúng hay không nè. Đó, rồi tất cả những gì mà mình vừa liệt kê. Ngoài ra thì chúng ta có thể đánh giá cái lỗ bầu dục. Như vừa nãy mình biết là cái ống tĩnh mạch thì dưới cái sự điều hướng của cái cơ thắt của ống tĩnh mạch cộng với lại cái tĩnh mạch gan trái, thì cái dòng chảy nó sẽ đi từ ống tĩnh mạch vào bên nhĩ bên phải, và nó đi qua cái lỗ bầu dục này sang bên trái, từ bên phải sang bên trái. Thì chúng ta biết là cái dòng chảy trong ống tĩnh mạch là dòng chảy là dòng máu dầu oxy. Thì cái việc mà nó đi từ bên phải này qua lỗ bầu dục sang bên trái này thì nó nhằm một cái mục đích khá là hay, đó là nó ưu tiên cái máu dầu oxy xuống thất bên trái đi lên động mạch chủ và đi nuôi não. Thì người ta nó cái cơ chế đó là ưu tiên máu dầu oxy để đi nuôi não, vì não là một cái cơ quan mà rất cần oxy. Rất là hay như vậy.
Thì như vừa nãy mình nói là có những trường hợp mà sóng A ống tĩnh mạch nó nhỏ hơn không, sóng A ống tĩnh mạch nó âm chẳng hạn, thì khi đó nó biểu hiện được cái áp lực cái sóng A này, sóng A biểu hiện sóng của nhị nhị co, thì khi đó nó nhỏ hơn không thì điều đó nó biểu hiện được một cái, đó là cái áp lực trong cái nhĩ bên phải nó rất là lớn, thì nó mới âm hoặc bằng không được. Thì khi mà áp lực bên bên phải nó lớn thì nó sẽ làm cái sóng A nó nhỏ hơn không. Thì mình có thể biện luận ra những cái bất thường khác, ví dụ như là mình đi tìm những nguyên nhân là lý do vì sao mà cái áp lực trong cái nhĩ phải nó lại lớn như vậy. Chúng ta có thể gặp trong những cái trường hợp như là hẹp cái lỗ này, cái lỗ này nó hẹp, cái lỗ bầu dục này nó hẹp, nó khiến cho máu từ bên phải không sang bên trái được, thì nó sẽ tăng áp lực ở đây. Hay là hở van ba lá nặng, hay là những trường hợp suy tim phải, thì nó cũng đều có thể gây ra những cái trường hợp như vậy. Thì mình hiểu được cái con đường đi của máu như vậy thì chúng ta dễ biện luận về tổn thương, dễ dễ tiếp cận về bất thường tim thai hơn. Đó. Ngoài ra thì trên cái mặt cắt này chúng ta có thể thấy được động mạch chủ đây. Cái này là động mạch chủ xuống, nó nằm bên trái so với cột sống, trục tim lệch bên trái. Ha. Thì cái này thì nó khá là cơ bản rồi. Mặt cắt này mình có thể coi được cái hở van ba lá. Đây là mặt cắt tối ưu nhất để coi coi cái bất thường van ba lá, cái hở van ba lá nha các bạn. Vì là khi này thì cái sóng Doppler nó gần như là cái phương của cái dòng chảy này nó song song với lại cái hướng trùng tia, thành ra là cái Doppler nó biểu hiện là đẹp nhất. Thì khi đó có hở ba lá thì chúng ta xài cái mặt cắt này thì mình sẽ đánh giá cái mức độ nó là tốt nhất. Tiếp theo mình có thể coi tới mặt cắt tiếp theo là chúng ta đến cái mặt cắt bốn buồng với cái hướng trùng tia vuông góc với vách thiên thất. Cái này cũng tương đối thôi do tư thế thai khó quá. Thì ở cái mặt cắt này chúng ta sẽ coi rất tốt cái vách liên thất. Nha các bạn, những cái trường hợp mà có thông liên thất thì chúng ta sẽ coi ở mặt cắt này. Lý do là cái hướng trùng tia nó vuông góc với vách liên thất thì mình coi vách liên thất tốt nhất. Nó khác với lại cái mặt cắt bốn buồng từ mõm. Mặt cắt bốn buồng từ mõm thì mình coi cái van nhĩ thất tốt hơn, nhưng mà coi vách liên thất thì lại không tốt bằng do nó đi song song. Thì chúng ta có thể thấy đây là một cái hiện tượng drop out, nó có một cái chỗ khuyết chỗ này, nhưng thật ra đây là ảnh giả thôi chứ nó không phải là vì thông liên thất thật. Thì mọi người mà một số bạn mới làm mà hay dựa vào cái này, mình nhìn cái này mình nói là thông liên thất thì có thể là sai, thì mình phải đánh giá ở cái mặt cắt bốn buồng mà có cái tia siêu âm vuông góc với vách liên thất. Chúng ta thấy sang cái mặt cắt này thì thấy nó bình thường. Mình bỏ Doppler vào với một cái scale thấp thì gần như là không bỏ sót cái trường hợp là thông liên thất, kể cả lỗ nhỏ ha. Thì ở đây tôi thấy là không có săn bất thường, cái này là bình thường nha các bạn. Tiếp theo là mặt cắt đường thoát thất trái. Mặt cắt đường thoát thất trái thì mình cũng nên cắt ở cái view đó là tia siêu âm vuông góc với vách liên thất. Thì mình sẽ thấy là đây, cái chỗ này nó chính là đường thoát thất trái. Mình thấy là đây là thất bên trái và đây là động mạch chủ. Ở mặt cắt này có vài cái lưu ý như sau. Cái thứ nhất là mình có thể coi được cái thông liên thất phần màng. Và các bạn lưu ý một cái lỗi hay sai, đó là chúng ta thấy cái chỗ khuyết, nhưng mà nếu như cái chỗ khuyết này nó mình phải xác định được là cái van động mạch chủ. Bạn thấy van động mạch chủ đây, nếu như chỗ khuyết này mà dưới van động mạch chủ thì khi đó mới là thông liên thất. Còn trong trường hợp chỗ khuyết này mà nó nằm trên van động mạch chủ thì khi đó chúng ta có thể nhầm với đường thoát thất phải và mình chẩn đoán sai. Thì bạn lưu ý rằng là cái một trong những cái tip quan trọng để mình coi xem có hẹp cái van động mạch chủ hay không, đó là chúng ta chỉ thấy van động mạch chủ ở một thời một thì thôi. Như đây mình thấy này, các bạn có thể thấy trường hợp bình thường thì mình sẽ thấy van động mạch chủ khi nó đóng, khi nó đóng. Chứ khi nó mở ra thì mình sẽ không thấy nữa. Đó, mình sẽ không thấy nữa. Thì nếu như trong trường hợp mà mình thấy cái van động mạch chủ này ở cả hai thì, cả đóng cả mở, thì coi chừng là có hẹp van động mạch chủ. Đương nhiên là những cái dấu hiệu hẹp van động mạch chủ thì ngoài cái chuyện đó nó còn nữa, nhưng mà đó là một trong những cái dấu hiệu gợi ý cũng rất là quan trọng mà mình có thể là đánh giá ha. Vì thông thường khi mà chúng ta đánh giá thì chúng ta không có coi van, thế nhiều bạn mới làm thì không có coi van, vì như vậy thì có thể dễ sót. Mặt cắt này thì hết rồi, chỉ vậy thôi. Chúng ta còn một mặt cắt tiếp theo. Đây là cái Doppler ha. Chúng ta thấy trường hợp này bình thường, dòng chảy từ thất lên động mạch chủ bình thường, không vấn đề gì cả. Mặt cắt tiếp theo là mặt cắt đường thoát thất phải. Mặt cắt đường thoát thất phải thì mình có thể thấy là cái van động mạch phổi, động mạch phổi chia hai nhánh bên trái và bên phải. Thì
coi thì nó cũng tương tự như mặt cắt đường thoát thất trái thôi, chúng ta cũng coi cái van động mạch phổi này, mình cũng chỉ thấy ở một thì thôi, trường hợp mà thấy hai thì coi chừng là có hẹp van. Ngoài ra thì có một cái khác nữa, đó là cái bắt chéo hai động mạch phổi. Có những cái trường hợp mà cái động mạch phổi bên trái nó lại xuất phát từ bên phải xuất phát từ bên trái, thì đó cũng là một trong những cái cần phải lưu tâm. Nó là cái cross PA, cái lỗi bắt chéo ở đây. Tiếp theo là chúng ta tới mặt cắt ba mạch máu khí quản. Thì ở mặt cắt này thì mình coi cái chữ V thôi. Chữ V này nó nằm ở bên bên trái so với lại khí quản. Đây là cái khí quản và đây là cái tĩnh mạch chủ bên tĩnh mạch chủ trên phải. Thì mặt cắt này mình có thể coi được cái tương quan giữa hai đại động mạch. Cái chữ V này nó có nằm sai chỗ hay không? Chữ V này có cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái. Mọi người lưu ý là tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái thì nó có liên quan tới cái hẹp eo động mạch chủ sau sinh. Thì những cái trường hợp mà có tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái thì mình cần phải kiểm tra lại siêu âm tim lại sau sinh. Vì nếu như mà có hẹp eo động mạch chủ mà bỏ sót thì cũng khá là nguy hiểm. Thì thường là phải siêu âm lại sau sinh. Nó có hình mình nhớ là khoảng 15% thì phải. Đó. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp khác, ví dụ như là quay động mạch chủ bên phải, cái này nó không nằm ở đây mà nó nằm bên phải khí quản. Nó tạo thành hình chữ U. Đó. Hoặc là cái chữ V này nó nằm bên phải luôn, là quay động mạch chủ bên phải cộng với ống động mạch bên phải luôn. Thì chúng ta lưu tâm những cái đó. Rồi, cắt này. Thì khi mà chúng ta coi mặt cắt này á, ngoài ra mình có thể xem là cái một trong hai cái van đại động mạch nó có bị treo hay không. Nó nằm trong cái nhóm bệnh lý là tuần hoàn phụ thuộc ống động mạch. Thì mình coi trên Doppler thì bình thường thì nó sẽ cùng màu. Còn trong trường hợp mà một trong hai van mà nó teo thì nó sẽ một cái xanh cái đỏ. Tuy nhiên ở cái mặt cắt này các bạn lưu ý rằng là nó phải cùng phương thì nó mới cùng màu. Còn nếu nó khác phương, khác phương có nghĩa là hai cái dòng chảy này nó khác phương, thì cái chuyện mà xanh đỏ nó không có ý nghĩa nữa, chúng ta có thể chẩn đoán sai. Nha các bạn, nó phải cùng phương như thế này thì nó mới cùng màu là bình thường. Nha các bạn, và khi đó nó khác màu thì là có một trong hai van bị teo. Nhưng mà khi mà các bạn cắt mà cái ở cái vị trí đặt đầu giò nó khác phương, hai cái dòng chảy trong hai đại động mạch nó không cùng phương nữa, thì cái chuyện đó nó phải cẩn thận, mình chẩn đoán sai. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể coi được cái tuyến ức ở phía trước nha các bạn. Tuyến ức cái này có lẽ là nó hơi sâu. Thì cái thiểu sản hoặc là cái bất sản tuyến ức thì nó có liên quan tới cái hội chứng đi giò. Rồi cái mặt cắt tiếp theo đó là cái mặt cắt cung động mạch chủ. Thì mặt cắt cung động mạch chủ đây thì chúng ta sẽ thấy được ba cái nhánh nó lên não. Chẩn đoán hẹp eo động mạch chủ trước sinh thì nó khó và nó dễ bị dương tính giả. Tuy nhiên nếu như nghi ngờ thì chúng ta cứ ghi nhận để coi lại sau sinh. Vì cái này bỏ sót thì nó nguy hiểm. Này, chúng ta thấy ba cung động mạch chủ thì nó ngắn hơn và cái độ cong nó cong hơn so với lại cái cung ống động mạch. Đây là cung ống động mạch. Đây chính là cung ống động mạch, vì là cung ống động mạch nó xuất phát từ phía trước. Cung động mạch nó thường xuất phát từ cái tĩnh mạch phổi bên trái, thành ra là nó xuất phát từ phía trước hơn so với cung động mạch chủ phía sau. Thành ra là cái độ cong nó không cong bằng và nó dài hơn và nó xuất phát từ phía trước. Đây chúng ta thấy van động mạch phổi. Đây là mặt cắt cung ống động mạch. Thì mặt cắt này nó cũng có liên quan tới cái bệnh lý tuần hoàn phụ thuộc ống. Trong trường hợp teo một trong hai đại động mạch thì cái dòng trong cung ống động mạch này nó sẽ ngược. Nó sẽ không có đi từ đây đến đây mà nó sẽ ngược lại. Đó. Đây là cái Doppler của nó. Này là bình thường nha các bạn. Và chúng ta coi tới cái mặt cắt cuối cùng. Đó là cái hai cái tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới đổ vào nhĩ bên phải. Mặt cắt cuối cùng. Đó. Đây. Rồi ok, vậy là xong rồi. Một số những cái tiếp, những cái lưu ý khi mà chúng ta cắt những cái mặt cắt trên siêu âm tim thai. Thì theo quan điểm của mình, siêu âm tim thai ở tuyến dưới không phải là đơn vị chuyên tim mạch về nhi khoa, thì quan trọng nhất vẫn là sàng lọc và không bỏ sót tổn thương. Thì để mà không bỏ sót tổn thương thì mình phải có một cái protocol nó thực sự là đầy đủ để không bỏ sót. Còn cái chuyện mà chẩn đoán và tiên lượng rồi phẫu thuật như thế nào thì đã có những cái tuyến chuyên khoa. Khi đó chúng ta gửi lên những cái tuyến về chuyên về tim mạch nhi, các bác tư vấn thì nó sẽ tốt hơn. Chúc các bạn mới làm tim thai sẽ nhanh làm được.
và một năm mới nhiều thành công.